Xin chào anh em, video ngày hôm nay thì em Minh nên cho anh em tổng hợp báo giá cho anh em 6 mẫu ống nhòm phục vụ cho anh em đi săn ong trong cái đợt này. Thì cũng sắp hết cái vụ ong rồi thì cũng có rất là nhiều anh em bắt đầu chơi, giờ mới bắt đầu chơi, bắt đầu mua thì cũng có rất là nhiều anh em nâng đời nữa. Thì bên mình đều có hỗ trợ phục vụ cho anh em thợ ong đi săn ong với những con ống nhòm chất lượng nhất nhá. Đầu tiên thì em Minh nên cho anh em một chiếc EK, con này phiên bản EK 142HD, kính phủ xanh, chống nước đầy đủ anh em nhé. Phiên bản này thì hiện tại bên em đang giao lưu với anh em mức giá là 1 triệu 500 nghìn, là miễn phí ship toàn quốc và bảo hành 2 năm rồi. Anh em nhận hàng thì sẽ được bóc hàm và kiểm tra ưng ý đúng mẫu mã sản phẩm thì mới cần thanh toán nhé. Đây là một phiên bản hàng mới, hàng mới đầy đủ hộp sổ cho anh em. Tất cả những cái mẫu hàng trong video ngày hôm nay em nên thì sẽ đều là hàng mới hết nhé. Tiếp theo báo luôn cho anh em nhanh thôi. Video này thì em báo rất là nhanh cho anh em về cái giá của 6 chiếc này. Tầm trung thì em có phiên bản EK 142 ED cấp 4. Chiếc này thì kính của nó là kính phủ đỏ hồng, thân là thân thép, chống nước đầy đủ cho anh em. Nói chung là tất cả những con ống này thì anh em đi mưa thoải mái này. Đó, kính phủ đỏ hồng, mức giá của chiếc này là 2 triệu 600 nghìn anh em nhé. Đây là một phiên bản hàng mới cho anh em, kính chưa có bất kỳ một cái vết xước sát gì. Anh em nhận hàng thì sẽ bao test tại nhà. Đó, thoải mái test cho em Minh. Đấy, anh em test ưng ý đúng mẫu mã sản phẩm thì anh em mới cần phải thanh toán thôi. Đó. Sang đến một cái dòng phiên bản cao cấp hơn thì em Minh hiện tại đang có ở trên đây là chiếc EK 340FT 142. Con này là phiên bản EK 2 vạch vàng, được anh em săn đón rất là nhiều. Mặc dù là em Minh mới nhập về thôi nhưng mà anh em được sự tin tưởng cũng như là ủng hộ của anh em ba miền mọi miền Tổ quốc thì anh em mua chiếc này cực kỳ là nhiều. Thì sẽ chi ân cho anh em mức giá 5 triệu 500 nghìn nhé. Tại vì là phiên bản này được trước thì giá mức giá neo đậu khoảng độ tầm 6 triệu 2. Hiện tại bây giờ thì em Minh sẽ để cho anh em mức giá là 5 triệu 500 nghìn cho một phiên bản hàng mới, bản đầy đủ hộp sổ. Phiên bản này thân của nó thân ma dê anh em nhé. Trường nhìn là cực kỳ rộng, khoảng độ tầm gần 7 độ đấy. Nó EK 340FT, phiên bản này phiên bản hàng mới. Nói chung là anh em cứ yên tâm, với phiên bản này anh em nhìn thì anh em test cái này em vừa mắt là đi săn là bao ra mật ra ong luôn. Đấy, con phiên bản hàng mới anh em nhé, không phải là hàng nước đâu. Sang đến ba chiếc tiếp theo thì ở đây thì em Minh có là chiếc Suntu 842 phiên bản ED cao cấp bản 394FT. Trường nhìn siêu siêu rộng cho anh em rồi. Con này thì những anh em nào mới tập chơi ống nhòm, mới đi săn ong thì có thể là sử dụng phiên bản này. Hình ảnh cực kỳ là to và sắc nét luôn. 842 mức giá 2 triệu 7 anh em nhé, Suntu hàng mới. Phiên bản tiếp theo này em có là phiên bản Nikon P7 142 trừ nhìn 7 độ cho anh em, trừ nhìn cực kỳ là rộng rồi. Con này thì thân của nó rất là nhẹ anh em nhé. Nhưng mà một cái nhược điểm là anh em nhiều anh em không thích, anh em lại thích EK 2 vạch vàng hơn bởi vì thân của nó đầm hơn. Cái đấy thì nói chung là tùy vào cá nhân của mỗi anh em dùng thôi. Chứ còn cá nhân em mình thì nhẹ hay là nặng, đầm đầm một tí em mình cũng dùng được nên là rất là ok. Mức giá để cho anh em là 4 triệu 8 nhé, 4 triệu 8 Nikon P7, giảm cho anh em hẳn 1 triệu luôn. Tiếp theo là đến một siêu phẩm cuối cùng cho video ngày hôm nay thì em mình có là chiếc Nikon Monax M7 10-42. Phiên bản siêu phẩm này thì sẽ có trường nhìn là 6,9 độ, cốp mắt cực kỳ là to, đầy đủ mã số ở dưới thân, chống nước và bảo hành 2 năm. Mức giá để cho anh em là 11 triệu 500 nghìn cho một phiên bản hàng mới, là miễn ship tận nhà cho anh em rồi, nhận hàng thì bao test thoải mái cho em mình nhé. Anh em nào trong video ngày hôm nay muốn giao lưu ống nhòm, muốn mua 1 triệu ống nhòm để đi săn ong hay là cải thiện kinh tế thì có thể liên hệ sớm cho em Minh. Cảm ơn anh em rất là nhiều.